công chúa cai trị biển Đông. Còn cô nàng đánh đá đó là cô nàng tên Mina. Mina xinh tươi với giọng nói thật hiền hòa. Hi, Mina xin chào các bạn, chúc các bạn buổi tối thật vui vẻ. Em lo hát hò mà không có nhớ gì hết trơn hà. Nhớ cái gì chị? Em nhớ chứ. Vua cha nói trong năm nay một trong ba chúng ta phải có chồng, nếu không Long Cung sẽ bị sụp đổ bởi gì? Thiếu trai. Hai chị ơi, hai chị hay tin gì chưa hai chị ơi? Tin gì? Chuyện gì? Vua cha vừa bắt được một chàng trai lực lưỡng. Mà em lo lắm chị ơi, em lo em lắm cái gì? Chàng trai thì chỉ có một, trong khi Long Cung có tới ba con mỹ nữ đẹp như cục gạch. Hỏi chia làm sao đây, chia làm sao đây hả hai chị? Nhưng mà bây giờ chàng trai đó ở đâu? Đúng rồi, chàng trai đó ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Hai chị bình tĩnh đi. Chàng trai đó em nắm gọn trong lòng bàn tay rồi, để em kéo ra cho. Sợi dây thần hồ biến. Bà nội ơi, sao có ai không ra thôi? Người ta tới chính điện rồi má ơi, ngưng đi. Em nói rồi đó nha, chàng trai lực lưỡng này sẽ là của em. Không, chị trong nhà là lớn nhất, nên chàng trai này sẽ là của chị, của em. Thôi đi. Trời ơi, có một chàng trai thôi mà sao phải giành, phải giật. Sao không để cho em hưởng trọn trái tim chàng. Vẫn là con gái chưa lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Tắt nhạc, tắt nhạc. Mày nhìn cái khẩu hình của mày đi, ai mà thèm cưới mày mà mày xáo biển ha, xấu xí. Mày mà làm thích gì? Làm chuyện để xí. Bây giờ chị sẽ là người xung phong bóp tèn chàng trai này. Yeah, chị cũng xin tuyên bố luôn, chàng trai này sẽ thuộc về chị hai. Trời ơi, chị cảm ơn em. Nhường nhịn cho nhau là phong cách sống của Long Cung chúng ta, nên chàng trai này dĩ nhiên sẽ thuộc về Út. Rồi Út ơi, vào nhận hàng đi cưng. Vào nhận hàng đi cưng. Chị nhận cho em. Đúng rồi. Chị nhận cho em. Đúng rồi em. Em cảm động lắm. Em cảm ơn hai chị chàng. Trời ơi, có một chàng trai thôi mà tại sao phải nhường, phải nhân. Em xin để cho hai chị hướng trọn trái tim chàng. Bà ha, bà lấy. Bà lấy đi. Thôi đây. Ủa, các người nghĩ ta là hàng thanh lý, hàng free, hàng miễn phí à? Trời ơi, cái gì vậy? Tưởng lấy được trái tim trong trắng của ta mà dễ thế à? Mà ta không biết nên xếp các người vào cái loại gì nữa. Đẹp không ra đẹp, xinh không ra xinh, mà nhìn kinh cả con người. Rồi, em đã có cách. Cách gì? Cho nó uống thuốc lú. Thuốc lú? Ok cô bà, ok cô bà. Em, hai chị nói gì vậy? Bây giờ hai chị đã quyết định rồi, hai chị là người lớn, cho nên hai chị quyết định nhường chàng trai này cho em. Thôi, không chịu đâu. Út ơi. Dạ ơi. Dẫu biết mai này em có thành hôn gì dưỡng ba đây, hay là một ai đi
nữa thì chị cũng sẽ về với em để mừng ngày em xuất gia cho vui lòng ba với má. Chị cũng nở mặt mày với lối xóm bà con. Còn em đây à, cảm xúc liền vậy trời. Em không có lấy cái thằng này. Mệt quá hả? Mệt. Trời ơi, chị nói con nghe nè. Sao này bà người ta đẹp trai lên chưa chắc gì người ta ưng bà nữa. Bà ơi, bà chảnh quá. Đúng rồi, muốn cho trai mà nó thích mình đó là phải có cái body bốc lửa như hai chị đây. Vậy làm sao? Đây là bí quyết giảm cân của hai chị. Nè, uống đi em, uống đi. Chị em được cái tự tin. Uống cái này là em sẽ đẹp như gì hả chị? Dáng như rồi. Chị luôn hả? Đúng rồi đó em, uống nhanh đi. Thì không. Càng nhanh, em dùng càng mau. Rồi. Em hãy uống đi. Rồi, để em chị uống. Sẽ vào trong. Ông ơi! Trời ơi! Chị thương em quá. Chị thương em quá rồi. Nhưng mà giờ chị phải đi đây. Chị ơi! Trời ơi! Con muốn nó đi lấy chồng rồi. Chị ơi! Làm như tôi không nghe vậy đó. Chàng ơi, chàng có sao không? Ta không ngờ chị em trong nhà mà đối xử với nhau như vậy. Nãy giờ ta đứng ta chứng kiến hết rồi nàng ạ. À. Không có đâu, ba chị em thương nhau lắm chàng ơi. Nàng đừng có bao che cho hai chị nữa. Tận mắt ta chứng kiến hai chị nàng bắt nàng uống thuốc ú mà. Không có phải, thuốc lú. Lú à? Yes. Thế uống thuốc lú, chỗ nào trên người nàng lú? Chưa có uống nên không có biết. Ủa mà chàng là ai vậy mà sao chàng bị bắt xuống đây? Ta chính là hoàng tử Thâu. Hoàng tử đang cùng với người hầu đi câu cá giải trí ở trên biển. Mưa to gió lớn đã làm biển động rất mạnh và đã làm chìm thuyền của ta khiến ta lạc xuống đây nàng ạ. À. Tội nghiệp chàng quá. Thôi bây giờ chàng đi về đi, trước khi hai chị của em ra. Chàng đi về đất liền đi chàng ơi. Không, ta không muốn về đất liền nữa. Tại sao vậy? Ngay từ khi được gặp nàng, ta muốn nói với nàng một điều rằng. Nói gì chàng? Ta yêu nàng. Yêu sao không nhìn vô mặt mà nhìn con ấu con trùng dễ bẩn. Nhìn vào mặt không nói được câu đấy. Đi về đất liền. Không có đâu nàng ơi. Ta đùa đấy nàng à. Chàng ơi. Chị em là ai mà báo chàng trai nhìn em là sai? Chị em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại? Ô ô la la, mẹ còn cảm đấy mà. Ô ô la la, ngọc ngà sexy lady. Hey. Con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má cứ nói vậy luôn đi. Mẹ hát hại não luôn đi. Hát với con hại lợi luôn hà. Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bé. Mẹ, thiếu con vô trong, con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Ôi, cái chẳng bằng nó cắt tóc mày xấu quá là nó không dám lấy. Nó chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Con mẹ thương nè, con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con nha. Khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Thôi, thương nè, đừng có mẹ nè, nói cho mẹ nghe đi, ai đã làm cho con xấu như vậy, mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như vậy. Thôi mẹ ơi. Mẹ đốt. Thôi mà mẹ ơi, con đốt rồi. Bà lốp rồi. Thầy ơi, bà cám.
Bà con gái mà có ác quá vậy? Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà, ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi, mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn rồi. Trời ơi, có cái nhà nó đâu đốt. Rồi ra chuồng heo ở với mày. Như mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Đang thân thân này con cám kia, hãy cút khỏi đây đi. Bông hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đi thôi. Bông hoa rơi rụng thôi. Mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con. Con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lá máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Dạ. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con xử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ. Mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. Không có con. Con đẹp lắm. Con lạ mà con không có đẹp thôi. Không con... phải, không có ai dám đẹp bằng cưng. Đúng rồi, không có ai dám đẹp bằng cưng. Trời ơi, dối lòng quá. Con nói mẹ nghe nè. Bây giờ mình đi lễ hội, mình không chỉ mặc đồ đẹp. Chắc mình con... không chỉ hát hay. Mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ nè. Cầm tay con đi mẹ. Music. Đẻ ra mẹ bà nổi cả mày thả ra đứa cây quốc gia với mày nha. Bỏ như mày. Dạ mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội có cho chị tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao nói tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi. Thầy hãy ngồi xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè thầy ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ, mẹ đừng có cho chị tấm đi nha. Con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con. Con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ ơi, có cái gì sai sai ấy? Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con. Hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Tại sao tao nói giảm nói tránh mẹ không dễ rồi tao nói vô mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè. Chị Tấm kỳ lắm. Ủa Tấm thì phải kỳ mới sạch chứ con. Không phải. Con nói là chị Tấm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho con. Không. Cho mẹ. Không. Cho cha. Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi tao hả? Không phải. Chị Tấm ấy, chị giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghe lắm mà. Tôi biết mà. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn ý. Ý con nói là chị Tấm, chị giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi. Nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng đó lên. Bây giờ con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi. Hả? Con cá bóng nó ở dưới giếng này nè. Con cách ra. Mẹ làm gì? Con ra đi. Mẹ nhảy xuống. À. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không.
Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bông. Bà cám, tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó dâng lên. Con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi, nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn ý. Bây giờ phải làm sao hả mẹ, mẹ ơi. Bóng ơi, bé bóng của chị ơi. Chết rồi, Tâm nói tại sao rồi con. Ngốc mẹ ơi. Mày nấp đi, thằng Mạnh em đi thống nha. Bóng ơi, bóng, chị Tâm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi, ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tắm ơi, vô trong cho dì biểu. Chết rồi, mẹ chị kêu rồi, em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nói sao con? Bóng là bóng. Bang là bang. Bóng xà bang. Bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ bây giờ bắt con cái bóng nào mẹ? Bây giờ. À, mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bóng bóng bang bang. Đâm bang quá mẹ ơi. Bóng bang lên cơm vàng cơm bạc nhà ta chứ cơm hỏng cháo qua nhà ngươi. Đúng không con? Mẹ thật kỳ diệu. Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bắt cho nó đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, từ nãy giờ kêu chết luôn cái lần này. Mẹ bắt đi mẹ ơi. Ai, con ơi. Con ơi, chết rồi. Con cá sấu nó cắn mẹ. Mẹ ơi. Chết rồi. Cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Thế là mẹ ơi dùng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Mẹ ơi! Ủa? Cám? Sao em hốt hoảng quá vậy? Chị! Dạ? Chị đã giết mẹ rồi! Không hiểu em nói gì vậy? Tại sao chị lại nuôi con cá sấu ở dưới giếng? À đúng rồi, chị nuôi cá sấu. Chị đừng có xạo, chị nuôi cá sấu mà tại sao mỗi lần ra chị cứ gọi bóng là sao? Thì đúng rồi, con cá sấu của chị tên là bé bóng. Thế còn con cá bóng đâu? Chị nuôi ở cái giếng kế bên. À! Mẹ ơi, con chết mẹ rồi. Chết bà nội mày. Con Tâm, mày dám đưa mẹ con tao, đánh nó. Đánh mẹ. Nó. Kể từ ngày mẹ mất, chị có quan tâm gì tới con? Chà có biết con muốn gì, con cần gì, hay đam mê của con là gì hay không? Chà cứ đắm chìm vô rượu chè. Ngày đó, nếu mà cha không bỏ mặt mẹ trong cơn lũ. Mày im đi! Mày là con nít thì mày biết gì chuyện người lớn. Chỉ cần biết tao là cha của mày, nói, mày phải nghe tao, ở yên trong nhà cho tao. Con không thể nào sống trong cái ngôi nhà ngột ngạt này được nữa. Con phải theo đuổi đam mê của con. Con muốn được làm chính mình. Được rồi! Bước vô nhà. Cha biểu mày bước vô nhà. Nếu như ngày hôm nay mà mày bước ra khỏi căn nhà này, từ nay trở đi đừng kêu tao là cha của mày nữa. Mày đi luôn đi. Vy. Còn những cái là con Tiến bỏ nhà đi luôn mấy năm trời, đi theo ước mơ gì đó, giờ nổi tiếng luôn. Nói giờ làm được lại show nữa chứ. Lặn lội mua hai cái vé đi lên đây coi, nhớ nó quá. Mà đi kéo bầy kéo lũ chứ đi mình sợ nhũng. Đủ theo bạn già coi đó. Mệt quá nằm thiêu thiểu ngủ, xách xe chạy bỏ tôi đâu mất tiêu.
Hùng ơi, Hùng ơi, Hùng, Hùng ơi. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung đôi, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi. Nghe món nào chưa vay chứ trả cho thầy, mười năm háo giấy biết mòn bàn tay. Bàn tay hư hỏng, bàn tay hư hỏng. Bắt nói bàn tay hư hỏng. Bàn tay hư hỏng tự nhiên tiêu điểu ngủ đi. Bàn tay xách xe chạy đâu, bỏ tôi giữa mình Sài Gòn quá lễ sợn chết luôn. Đi mua cơm cho ông ăn nè. Có ăn. Trời ơi ăn đi. Lai xô con cái tới nồi. Ăn muốn cái gì? Mua cơm gì vậy? Nói không ăn mà hỏi mua cơm gì dạ. Thì hỏi coi coi có đúng cái món mình thích không. Yên tâm đi, tôi biết ông thích ăn cá lắm. Cho nên tôi lặn lội tôi đi coi mấy cái tiệm cơm đó để tôi mua cho bằng được tép trang. Thôi thôi thôi, không ăn đâu, không ăn. Ăn, ăn không đi nổi. Ăn không có vô. Ăn ăn đi. Ăn không có vô. Không vô, vô đây. Trời đất ơi, ăn cơm ngon quá. Đủ theo không có làm được tích sự gì hết. Một ngày ăn 18 cử. Đi rồi mà thiệt luôn á, nôn nóng gần chết, làm sao mà ăn được. Nhớ nó quá mà. Dù sao thì nó cũng là con của mình, bỏ sao được ông. Giận thì la một hai câu đó thôi, chứ trời ơi con mình mà làm sao bỏ được. Đúng không, tôi nói gì ông thấy. Mày không ngủ đâu. Biết ông khó ngủ mà giờ ngủ như chết rồi nha. Lúc gì ta vậy? Nằm thiếu thiểu. Nằm thiếu thiểu thôi. Thiếu thiểu thôi nha. Thiểu thôi. Nằm thiếu thiểu. Ngủ thiểu. Ngủ chút xỉu nha. Thiếu thiểu đâu. Ngủ khó ngủ lắm. Khó ngủ biết mà. Còn ngáy nữa. Dậy đi trời. Tại cái mền. Cái mền sao? Cái mền có để thuốc ngủ ở trong nè. Còn ghê vậy. Chuyện rồi chứ sao. Dùng đắp ly. Cái buồn ngủ liền luôn vậy đó ông. Phải không? Bỏ cái mền qua. Bỏ mền. Thầy ráng chừng mắt ra tôi nói chuyện với ông. Đúng rồi. Không có ngủ nghe gì nữa hết. Không ngủ nghe. Tại sao không? Ông lên đây là ông giúp tôi. Được. Thì đáng giúp cho chót nha. Biết rồi. Yên tâm đi. Phải giúp chứ trời. Mình là bạn bè dưới quê mà. Ở gì? Khi mà anh em mình lên đây. Ngủ rồi. Mỗi lần như một. Mũ mỹ đâu. Mũ mỹ, mũ mỹ. Tháng lần nào cũng muốn đi găng hàm mặt hết á. Mệt mỏi quá đi. Rồi ăn cơm đi. Tán cái tỉnh luôn, đói luôn đó. Ấy hả? Ăn miếng cơm. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Tôi xin bịch canh. Ủa, xin bịch canh chi? Thì ăn với chờ hỏi biết nói gì cho vui. Phải ăn lẹ lẹ, cẩn thận. Ở đây lừa gạt cười lắm đó. Thôi rồi đáp rồi. Sống ở đời biết trước biết sau, thấy người hoạn nạn phải luôn cho tiền. Anh em như thể tay chân, chân thì không có phải dùng cánh tay. Trời ơi, có kìa. Thấy người tàn tật phải thương, chứ đâu đứng đó tụi bay giễu cười. Giễu cười tao không mắc cười, tao chù hai đứa diễn hài không vui. Em có bao nhiêu cho tiền. Đúng rồi. Không có giận thì mấy cái vui được. Giận này còn chết luôn á chứ đừng giận. Cảm ơn. Gì ngắn ngủn ngôn à. Phải nghe nè ông anh ơi, thiệt tình là không phải là giễu cười ông anh đâu. Trời ông mà ông anh bị gì vậy? Ông anh nhìn gì chạy vậy ông anh? Ê, tôi thấy mày nè. Trời, thấy gì vậy? Đi xin ăn mà kẻ mắt nước. Nước mắt không nổi. Ủa vậy hả? Nước mắt người ta. Ủa vậy ha? Sao vậy? Sao buồn vậy? Sao buồn? Buồn làm chi em ơi, hết duyên phần cũng lơ làng. Tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng, truyền tin trái ngang 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 ngang. Đấy. Ngang.
Trời ơi, không biết chuyện tình trái ngang xong cái độc nó ngang dữ ha. Vậy là cái kiểu này là bị thất tình nè, đúng không? Chứ sao? Sao? Cũng vì lưỡi dịch xa bô, bù vô táp táp nuốt luôn cái lưỡi mình. Ôi trời ơi, nghe đâu có bệnh hoạn gì đâu. Chịu đi nè, đúng không? Đâu có bệnh hoạn gì đâu. Bệnh hoạn rồi ông anh ơi. Nói thiệt tụi tôi cũng khổ lắm. Thôi không có tiền cho ông đâu. Không có tiền đâu nha. Có tiền mà không chịu cho, tao chù lần nữa diễn hoài cũng không vui. Không có ai không vui. Bước lên đây! Bước lên! Mày đừng đến ra anh! Bước lên! Thôi tao là tao ác nhân! Ác nhân kìa! Cái lưỡi dịch sabo nằm ở trong đó! Mày đá đi rồi sao tao nói được? Nói được! Nói được đâu? Nói được! Ủa? Sao không nói luôn? Để cái máy vô người ta nghĩ mình khổ thiệt. Ủa? Tiền gì khổ giả hả? Khổ thiệt khổ, cho nó tăng cái level khổ lên. Ồ. Ủa mà anh ơi, thấy gì chứ bệnh hoạn người lắm anh ơi. Có thấy bệnh hoạn gì đâu, thấy còn được, còn khỏe mà. Thấy bên ngoài thôi, nhiều khi mà... Trời ơi, khỏi. Khỏi, ghê hả? Như bất biên vậy. Bệnh lắm anh ơi, bệnh này. Bệnh này phải có tiền mới trị được. Làm gì có chuyện đó. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ phải nói một lần nữa. Anh không tin thể để tiền thử đi, nó khác lắm. Thiệt để thử coi, để vô đúng rồi. Điểm đó cho tiền đi. Trời. 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 Cảm ơn. Trời. Ủa, về lại cố chủ hả? Bật đi. Ôi gì hả? Ôi, ghê vậy. Mập lắm, làm gì không có được. Gà. Trời. Ê, nhìn y như gà cúng mà không có cặp giò. Được. Nè, đó tôi gửi nghe. Trời ơi, hay quá. Hay quá trời. Nói chứ cảm ơn hai mạnh nha. Làm gì làm đi. Đi về. Về nhà ăn cơm vợ con. Sáng giờ đi làm mệt quá. Đúng rồi. Đi. Đâu phẻ đi. Trời ơi, nói nghe nè, bọn con gì rồi chừng nào tới nhà? Nhà ở đâu vậy? Không được. Nhà gần đây lắm. Nhà bước qua cái tới hả? Bước qua đâu mà tới? Bước qua cái tỉnh là tới. Bước qua cái tỉnh cái tới rồi nhắm bước gì dưới còn tỉnh không? Tỉnh sao không tỉnh? Về tới nhà mới hôn mê. Thôi mà, được rồi, được luôn á. Không sao, tôi lo được mà. Được không? Lo được. Trời ơi. Thôi, giúp đi, giúp đỡ đi. Đỡ. Thấy thương không? Giúp đỡ cho. Xe đi. Cái gì? Thôi, không. Được. Ẩm không lên. Ẩm lên. Cái gì? Ẩm. Không. Cái gì? Lui một cái. Đây nè. Nhẹ ra. Lui nó ra. Nhẹ ra nặng quá. Đi nè. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải vậy chứ. Chưa? Đúng rồi, được rồi. Đưa ông lên. Ẩm ông lên. Không có tống ba đâu, tống ba. Vậy là bị vi phạm pháp luật. Xuống đi. Chết rồi. Xuống đi. Đó, hỏi lần này không? Tôi nghe nè. Để mượn xe về ăn cơm cái xíu quay lại trả. Đi lẹ. Khoan. Đi xe mà không đợi nó mô hiểm mang bắt chết. Trời. Được không? Cởi nó vô đúng luật đàng hoàng. Đảng toàn nghe, thượng lộ Bình An nghe. Trời, đi nha. Đi. Vậy vợ con đi. Đi nghe, vậy. Ôi, thấy thương quá. Ôi, chết rồi, mà thương người ta rồi ai thương mình. Trễ giờ đi coi lấy số, gom đồ bỏ lên xe đi, lẹ đi. Đi rồi, bỏ lên xe. Để coi kiểm tra. Làm gì vậy? Dạ, hầu đồ. Làm gì có chuyện mất, nó đề số đi rồi. Mất đâu, cùng quá. Trời ơi, ơi. Biết tình luôn. Cũng do ông cái đầu óc mụ mị không có nhớ gì cả. Dạ, không có nhớ, ghê lắm mà. Dạ, không có nhớ, ghê chứ. Không sao. Mất chiếc xe, về quê mua chiếc khác. Hả? Còn tiền. Còn tiền. Đi xe buýt lại đó. Thôi lấy tiền, đi xe buýt. Mất
trong cái bóp nó có tiền nè, nó có giấy tờ nè, mà quan trọng là nó có cái cặp vé đi coi lay show. Chết rồi, bây giờ mất tiền cũng được, mất giấy tờ cũng được, mà bây giờ mất xe thì xe đâu mà đi đây? Coi xe đâu? Có xe đâu? Cũng may mắn sao? Đâu? Nó để lại chiếc xà lan bốn bánh đỡ lắm đó. Xe này rồi sao đi? Kệ nó tà cũng được. Thôi ơi, thôi thôi, đi lẹ đi. Thôi đi lẹ đi, trời ơi, đi lẹ đi bà ơi. 45kg, cao 1m5 nhưng lại sẽ làm tim em hết chỗ. Thầy mới đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ cầu trời. Anh trúng số để anh rước em liền. Vì cái tính em hiền, yêu em thì là miễn phí, nhưng thổ lộ bằng miệng là phải tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em nghẹt tí, em muốn anh mang trầu cao. Má em cũng dư ân rồi, vậy giờ ý anh yêu sao anh ơi? Hai đứa năm nay làm ăn đàng hoàng, qua năm mới ta xây nhà cao xong ta đi hết năm châu rồi. Thôi mình về Tiền Giang, Long Xuyên, Cần Thơ. Cảm ơn anh nhiều nha. Em nói nha, bữa nay live show chị diễn ra hả? Trời, khán giả lại đây coi chị quá trời luôn, ghê, thích lắm nha. Khéo mồm, khéo miệng. Thôi vô chuẩn bị đi chị. Rồi. Nè, vô chuẩn bị nha. Lo sắp xếp cho tôi nha. Mấy chị ơi, vô đây giùm em đây, mình chết dây xác, mình vô trong nha. Mấy chị rắp ơi. Hey, vô. Ê, ai da, năng lượng dữ vậy anh. Ủa, còn ai nữa không vậy? Còn tụi tôi. Dạ, chào chú. Chào cô chú. Cô chú đi đâu vậy? Đi coi ráp. Coi ráp chồng hả? Coi ráp. Trời ơi, nó đây trẻ trẻ mà cô chú đây không có hợp đâu. Khi dễ ha. Nè, rapper đợi đầu nha. Rapper đợi đầu hả? Đặc sản quê tôi, nem Lê Dung. Tặng con hả? Tặng á. Trời ơi, quý quá, ngay món con thích nè. Thích, dạ, nhúc nhích vô, nhúc nhích vô. Khoan, được. Anh, thông cảm đi. Chương trình trong chuẩn bị là phải có tên trong danh sách mới được. Thông cảm với con không có cho vô được đâu. Tôi xin chú mà. Con nói không có được mà. Tôi xin chú mà. Con nói không có được mà. Xin chú mà. Không đâu. Xin Giang xin. Xin chú thương tình cho vô. Vợ chồng già mê ráp đã lâu, ngày hôm nay ổng còn bị ho gà. Họ ra nguyên con gà. Mình ơi mình đừng ho nữa đi. Nhưng bỗng nhiên tôi đây lại thèm ho. Mình ho hoài là đi cách ly. Nếu cách ly sẽ không hỗ trợ cho thằng Thi. Hiểu cho tôi. Con thấy trời, thấy cô chú dễ thương, chú bệnh tôi nghèo quá trời luôn á cô. Mấy cô vô nha. Cô vô hả? Dạ cô vô. Thương đây mà sao cho đây vô? Dạ. Không phải, chú bị bệnh mà chú bị bệnh, chổng nhạc sôi động rồi nó đánh sôi sùng sục chín con gà của chú luôn đó. Vô. Nó đúng đó, mình nằm đây đi, để mình tôi vô được rồi mình. Đâu. Hai đứa mà có một thằng vô thì mày ráng nằm đi. Coi ráp xong tao ra tao kể liền. Trời, ráp mà nó kể sao hiểu đây. Nhưng ở trong nó con của tao. Coi con chung đi, cho con chung cho vô chung. Không có được mà, nó con của tao. Tao đã nói 6 câu rồi mà sao mày không hiểu. Nằm đó đi để tao vô. Ai đau sao cầu trời, ai đau trong lòng mà ai không quên bạn, ai sầu tình chung ngồi nhớ à nhớ mày mình chứ nhớ ai đau chung.
Tôi vô trong mà tôi ngồi cái người ta tôi nghe lạ lạ hơi rồi. Tôi cũng nhớ mình, tôi chịu không có nói. Dạ, bây giờ không muốn nói gì hết. Ok, động lòng. Vô, vô đây. Vô. Ủa mà khoan, khoan, khoan. Hỏi vô chi bất công, tại vì hồi live show diễn ra đây luôn. Ủa gì xét vé anh chị? À, xét vé vô trọng chụp ảnh lưu niệm thôi hả? Thôi không vô đâu. Mọi người ơi, mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại live show của chị Ruby. Trước khi live show diễn ra, chúng ta sẽ có một cái thử thách nho nhỏ để làm nóng không khí. Thử thách đó chính là ai sẽ là người thể hiện sôi động nhất và ấn tượng nhất, được nhiều người bình chọn nhất thì người đó sẽ được chiến thắng. Phần thưởng đó chính là cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Hấp dẫn chưa nào? Phần biểu diễn đầu tiên đến từ nữ rapper Sukana và nam rapper Tâm Kê. Nên lâu lâu anh cũng bị mắc xương, coi dễ chứ dịu dàng mà đánh đá em hành anh quá cũng bởi vì chắc thương. Hôm ấy anh nói với tía má là qua mùa dịch anh qua giúp em luôn, mà vớt vớt luôn nhạc cụ nhạc mẫu đưa về một nhà để cho đỡ buồn. Yêu em không cần nhắc nhở nhiều như nhạc chờ cài đặt Bluezone, bổ sung tin truyền thông y tế đề nghị cài đặt Bluezone. Khúc này là hát nhạc chờ, bây giờ chuẩn bị qua tới nhạc chính nè. Rồi bây giờ xin mời ai nè, ai có thể bước ra so tài với anh Tâm Kê nè. Rồi, bây giờ ai bước ra so tài với anh Tâm Kê, bước lên một bước. Chúc mừng cô chú rapper đời đầu. Xuất sắc, cô chú chấp nhận so tài với anh Tâm Kê và chị Sukana. Không có. So, phần thưởng hấp dẫn lắm đó, một cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Chơi đi, chơi. Đang giúp tao đi. Một, tao lại. Hai, đang ba, tao... action. Đi đi. Bình minh sáng tươi, quê anh ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngang nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ đi đồng sương ướt mưa, trời xanh nhờn nhờ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chan hòa. Mời em về đây thăm quê anh, nơi bình yên mang tên Đồng Tháp. Anh lớn lên nhờ cánh đồng xanh và có tình người miền Tây ấm áp. Em có thấy thương nhiều không, cái cuộc sống ở làng quê nghèo. Tình làng nghĩa xóm đậm đà thủng hoàng như là tô bún nước lèo. Đây là dòng sông quê, lúc nhỏ anh từng văng câu. Xa xa kia là đồng cỏ, anh cùng đám bạn chăn trâu. Sáng sớm anh đi ra đồng một cua bắt ốc sau nhà anh bơ. Tối về mình đem áp xả trách cây đằng cùng giờ nhậu vừa cơ. Mời em đến thăm quê anh mùa lúa chín thơm rộn ràng. Tiếng ngò lơ ngày vui gần ái rền vang. Đẹp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh. Cắn nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Giữa thành thị đẹp xa qua, anh đưa em về hướng gió miền Tây. Nơi mảnh đất bạc ngàn ruộng đồng chỉ nhìn thoáng qua là mến liền ngay. Em có thích hay là không cảm giác nhịp nhàng như cánh cò bay. Ngọt ngào, sự trong lành không ở đâu xa chỉ có tại đây. Anh là trai miền Tây, một đứa con của sông nước. Biệt danh anh Tư Bảo Bảo, một cái tên thật hài hước. Cuộc sống qua đồng giản dị, có âm nhạc lạc cùng bước. Chỉ cần em gật đầu cái đùm, anh đi trao tận nhà anh rước. Ơi hò ơi, hò ơi, ơi hò ơi. Anh mời em ghé thăm chỗ này một lần. Mời, mời em về quê anh. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca triều mến đậm tình quê hương. Ôi, quá tuyệt vời cô chú ơi, quá tuyệt vời. Không hổ danh là rapper đời đâu. Ai bình chọn cho chị Sukana và anh Tâm Kê hả? Và ai bình chọn cho cô chú rapper đời đầu ạ? À? Quá rõ ràng, mọi người bình chọn cô chú rất là nhiều. Việc đó đồng nghĩa với việc là người chiến thắng
đó chính là anh Tâm Kê. Xin chúc mừng Tâm Kê và chị Sukana. Đó, vâng, phần thưởng của anh chị đó chính là cặp vé giao lưu trực tiếp với chị Ruby. Đây, xin chúc mừng anh chị. Chú Lan. Dạ. Hai đứa tôi hát đặt cổ vũ quá mà không được nha. À, cô chú thông cảm đi. Anh Tâm Kê, chị Sukana nổi tiếng. Với lại cô chú đến đây vậy là vui rồi. Ha, không sao hết á. Dạ con chào cô chú ạ. Dạ chào cậu ạ. Cho con xin nhường lại hai tấm vé này lại cho cô chú ạ. Ủa sao vậy? Cậu thắng mà. Dạ thắng thua không quan trọng đâu ạ. Nhưng mà cái con thấy được ở cô chú là đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn thích và vẫn thể hiện được cái thể loại nhạc rap của tụi con quá xuất sắc. Cho nên con thấy cô chú đáng được nhận hai tấm vé này hơn. Mong cô chú nhận cho con mừng ạ. Trời ơi, cô nè, thương con ghê không? Cảm ơn anh Tâm Kê. Xin chào tất cả mọi người. Ủa, chị Trúc ơi. Chụp hình, đi qua chụp hình với nhau đi. Mọi người, chờ chút đã. Cô chú qua chụp hình với con. Cô, đi cô. Bao giờ mới có thể quên người, nhớ đến dạ rời nước mắt rơi. Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu, giữ riêng anh tuổi thân đến lạ. Nếu còn yêu thương nhau tự tình sẽ chung. Thấy mầm ba thu qua chờ hoài đâu thấy, dành trọn hết niềm tin để yêu nhưng nhạt lòng chỉ là tổn thương. Tóc mai đã phai màu theo gió sương, dành trọn hết niềm tin để yêu đến cuối cùng chẳng ai ở lại, chỉ còn mình anh nơi đây. Dạ
chẳng thể nào ngăn trái tim lại, chưa một ai thật lòng thương anh. Giận lòng không còn thương, còn nhớ thật sao hy vọng nên có chớ. Nhớ nhớ bờ mi trong giấc mộng xinh. Giận nữa ai ơi, họ thương khác rồi. Tình sẽ trở lại thôi, héo mòn ba thu qua, chờ hoài đâu thấy. Dành trọn ngất niềm tin để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương. Tóc anh đã phai màu theo gió sương. Dành trọn hết niềm tin để yêu đến cuối cùng chẳng ai ở lại, chỉ còn mình anh nơi đây. Trời đất ơi, làm cái gì vậy? Bà muốn cái gì ở tôi? Đi ra trên kia đứng. Thì nói đi, người ta đi nè. Rồi sao nữa? Sao tát tôi? Trời ơi, làm cái gì vậy? Ai làm gì khóc? Mình là gì tôi? Thì đến cho coi này nè. Cắt đi. Kế ơi. Dạ. Trời ơi, khổ quá trời mấy anh chị diễn viên ơi. Diễn thiết kế giùm em cái đi. Chứ cả không phải cục tạ đâu, bóp bấy hết trơn vậy. Nè, đừng có làm hư nữa nha. Đạo diễn chửi em chết đó. Thiết kế giùm nha. Ôi trời, ngày nào cũng vậy chứ. Đi đạo diễn la hoài mấy cái vụ đầu cụ này nè. Khổ ghê vậy chứ. Bây giờ hồi tưởng lại cho nhớ nha. Ok. Đồ, nhớ chưa? Vậy hả? Thì đồ. Trời ơi. Giận lòng không còn thương, cũng nhớ nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại. Chưa một ai thật lòng thương anh. Giận lòng không. Quang Thường, Quang Thường không được qua đây. Người không được qua đây. Mẹ chạy đi. Buồn dở đôi lời hứa nay theo gió bão rồng. Người không được qua đây. Trôi lượm ánh trăng tan vùng vỡ. Chuyện tình yêu sao cứ gian dở, chẳng thể trọn vẹn yêu hết đời. Bên cạnh ai một thời rồi sẽ trong giấc mộng xưa.
cây này mới kiếm đầu cụ nè, cho em đổi lại đi anh. Anh Giác Cẩm ơi, anh đâu rồi? Anh đây nè. Ủa, anh đang nhặt cái gì? Nhặt một cành hoa rơi, đón đường về nhà thôn em ơi. Dòng người vội vã này, tình ơi, tình ơi, tình ơi, em ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu hỏi răng mình khô chưa? Đành lòng chẳng đường giờ, đừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứa. Anh hứa gì vậy? Anh hứa là anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Tặng cho em nè. Wow. Em nói nha, anh biết em bệnh cao huyết áp, nên ngày hôm nay đặc biệt anh có đi chợ mua mắm về chưng cho em ăn nè. Em cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà em cao huyết áp, mà anh cho em ăn mắm, rồi huyết áp nó cao nữa là sao? Phải cao chứ, phải thật là cao, cái mình uống thuốc cái nó dằn xuống là vừa. Anh thiệt là hay, anh thiệt là hay ho. Em để nói nha, nằm xuống nghỉ ngơi cho tôi liền. Nằm xuống nha, đó, nghĩ như vậy nó mới khỏe. Thương ghê á, nằm trời sương gió làm gì. Đắp mền lại cho ấm nha. Giác Cẩm ơi. Ủa, anh cây, anh cây ATM, ai ban anh đến đây? Trời ban anh sáng năm tháng tư về, sáng ai về chúng lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tầm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lệ lối. Anh ban đi đâu vậy? Trời ban anh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chúng lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tầm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời. Riêng mình, riêng mình hả? Biết vậy tại sao đá anh? Em lỡ tay mà. Là... con này ngu muội vậy trời. Con biết tôi phân biệt tứ chi là gì? Thôi bỏ qua đi. Bây giờ anh tới đây là em vui luôn. Anh cũng vui lắm. Dạ. Thì thật sự em biết không, lặn lội đường xa tới đây để gặp em đâu phải là chuyện dễ đâu. Em biết mà. Nhưng mà anh cảm giác em rất là nghèo nha. Tại sao vậy? Tại sao anh gặp em anh lại buồn liền vậy? Thời lượng có hạn 7 phút à. Cho nên phải buồn liền như vậy em hiểu không? Anh tìm em để có chuyện gì? Anh thấy là cái nghèo nó cứ bu bu với con người em như ruồi bu vậy. Không có khá lên được. Chính vì lẽ đó anh muốn em lên thành phố lập nghiệp với anh đi. Làm một công ty rất là tốt. Công ty bông chen đó. Em đã nói rồi, bây giờ cuộc sống của em tuy rằng nghèo nhưng em đang rất hạnh phúc. Em hạnh phúc khi em có Hồng Nhan. Bây giờ Nhan đang bệnh nữa. Nếu mà bây giờ em bỏ Nhan thì chắc chắn Nhan sẽ tàn. Nhan tàn thì cấm cái Nhan khác đi. Không, anh nói tới đó là những cái anh sao? Đồ cố chấp, đồ bướng bỉnh. Em cũng hề bướng bỉnh. Ở đó đi, anh đi đây. Anh em gặp nhau chưa nói gì vui vẻ, anh bỏ em sớm vậy? Đây có phải nhà của anh Giác Cẩm không ạ? À? Dạ, xin giới thiệu với anh, em là shipper công ty Cười Xuyên Việt. Ồ, dạ. Đến đây để làm gì? Em qua ship cho anh vài miếng hài. Ồ, cái này được à. Ủa, nhưng mà nói nghe nè, ship miếng lớn chứ ship gì miếng nhỏ xíu vậy? Dạ, có còn hơn không. Dạ. Dạ. Rồi còn gì nữa? Dạ, ngoài ra anh còn có đặt món quà của anh giống như cho bản thân anh, tự đặt cho bản thân anh vậy đó. Nói gì lộn xộn vậy? Em nói gì kệ em. Ôi đất ơi, mày cung đứa cư nha. Em vui vẻ thì em cười. Mày cư là bị trừ. Trừ kệ anh, đâu phải trừ em. Đó. Nhưng mà em nói anh nghe nè, em đã ship hài cho anh rồi, tại sao anh không ship lại cho em? Ship lại gì? Ship cho em tràng pháo tay thiệt lớn em ra cho dễ. Dễ thương quá, cảm ơn anh. Em ơi, ôi trời đất ơi. Trời đất ơi, trời đất. Em ơi, em ơi, em. Trời ơi, chết rồi, thương vợ tôi không? Trời ơi, cô đổ mồ hôi như con gà hấp hành luôn. Em. Dạ. Anh có quà tặng em nè. Đây. Đây, tặng em. Thương em lắm luôn á. Em đã chịu bỏ tất cả để theo anh. Về cái nơi khỉ ho cò gái này, điện nước thì không đầy đủ. Rồi nè, nhà mình chỉ có cái bóng đèn thôi, mà nó còn tắt lên tắt xuống. Em thích món quà này không? Em sao? Có thích thôi mà. Có cần phải làm gì không? Mất 5 giây của tôi. Hay là tôi chiều em quá,
rồi em hư, phải không? Đừng thể hiện với tôi. Vô đi, vô tắm rửa thay đồ đi. Chưa mà. Vô đi, đừng có lèm bèm. Sắc Khâm ơi, anh tới đây nữa hả? Anh tới đây có chuyện gì vậy? À, có chuyện muốn nói với em đó. Chuyện gì nè? À, em biết đây là ai không? Đây là ai? À, tài xế. Tài xế nha. Tụi nó tới rồi. Tụi nào? Tao tới rồi mày. Mày tới đây có chuyện gì? Tao xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ kịch tính mày. Kịch tính gì đây? Nè, trả Hồng Nhan cho tao. Nè, xin lỗi mày nha, Hồng Nhan là người yêu của tao. Đúng, bây giờ Hồng Nhan là người yêu của mày, nhưng trước đây Hồng Nhan là vợ của tao. Hồng Nhan là một cô gái sống có tình có nghĩa, biết trước biết sau, đến với tao thật lòng chỉ vì tiền thôi mày. Tao cấm mày nói Hồng Nhan như vậy, tại vì mày là con người vũ phu. Nên vô thì sao? Bỏ mày. Thì sao? Cái điều đó không quan trọng mày. Đúng rồi, cái điều đó không quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng là tao muốn hỏi mày, tại sao mày biết nhà tụi tao mà mày tới? Tao chỉ đó. Thì ra là thằng shipper vui vẻ. Tao ship miếng hài xong rồi, rảnh quá ship tụi nó tới luôn. Mày muốn gì? Nếu như ngày hôm nay mày không trả Hồng Nhan cho tao thì đừng có trách. Tao thách mày. Được. Anh em tao đâu? Dạ. Bà con đâu? Ôi. Còn đỡ gì nữa? Chết ơi. Miêu, anh em, tao thui vậy. Cúp điện rồi. Nè, nghe nhá. Cẩn thận, coi chừng nó nằm lén. Thấy chưa? Dạ. Tao ơi, Sắc Khâm. Sắc Khâm. Anh kia, em nè. Mày Sắc Khâm không? Em đây. Đâu? Em đây nè. Đúng rồi. Cái đầu dơ, đúng rồi. Anh kia em không? Đúng rồi. Sao kiếm cái bụng tao hoài? Đến tôi cái mặt. Tao không, nó nghe. Tao cúp điện rồi. Bây giờ cẩn thận nha, lỡ quớ, nó lụi mình đó. À, anh yên tâm đi. Hồi nãy trước khi đi chợ mua mắm, vô tình em có mua được cái dao. Vô tình mà sao như sắp đặt vậy? Làm như là có điềm hay sao đó anh ơi. Đâu, con dao này rồi, chắc chắn tụi nó sẽ thua. Ôi, đuối, anh đâm vô quả tim non của em kìa. Không sao, anh sẽ gắn trái sò non vô lại cho. Thôi, anh cầm cái dao nguy hiểm quá, để em cầm cho. Nhưng mà nó nghe nè, đi đứng như vậy dễ gặp người quen lắm. Chính vì lẽ đó mình mật khẩu với nhau nha. Mật khẩu gì nè? Khi anh hỏi ai vậy, tụi em nhớ nói là em đây nha. Dạ. Gặp thằng kia nói nó nghe đi. Rồi. Đại ca ơi, đại ca. Vậy nguy hiểm quá, tụi nó không những có dao, tụi nó còn có mật khẩu nữa. Mật khẩu gì? Khi mà nó hỏi ai vậy, mình trả lời em đây, tụi nó không đâm mình. Thôi biết rồi. Hay. Dạ, đi kiếm thằng Hưng với thằng Sang, thông báo liền, nhanh lên. Dạ. Ê, nguy hiểm lắm. Bên đó tụi nó có dao, tụi nó còn có mật khẩu nữa. Khi hỏi ai vậy trả lời em đây, tụi nó không có đâm mình, nhớ nha Hưng. Hưng. Trời ơi, công chuyện đang đang đây đê, còn kêu ship lẩu dê nữa. Quỷ. Xác nhận chưa? Xác nhận quỷ rồi. Xác nhận rồi thì nhận xác. Sắc Khâm, em đây nè. Ghê quá, tụi nó biết mật khẩu mình rồi. Chết rồi, vậy đó anh, rồi sao vậy? Đổi mật khẩu nha. Đổi đi. Khi anh nói là, anh hỏi à, ai vậy, nhớ im lặng nha. Dạ. Ừ, nhưng mà anh đứng này sợ quá, không ấy đưa dao cho anh đi. Anh giơ tay ra đi. Nè. Đâu, anh cầm rồi mà, anh cầm rất là chặt á. Đâu có cầm đâu, anh cầm rồi. Cầm rồi. Mày để tay lên đầu coi. Để chưa? Để rồi. Đi. Ai vậy? Em đây. Vô. Ai vậy? Em đây. Em đây vô luôn. Ai vậy? Tài xế nè. Chở mình vô luôn. Ai vậy? À đúng rồi, đúng mật khẩu rồi. Hay quá. Anh mới xử ba thằng. Cầm dao, vô lôi con Hồng Nhan ra đây, nhảy lên. À khoan đã. Hai mày đứng đây rồi, shipper đâu? Tao ship nó xuống dưới rồi. Mày thấy giống bàn thờ mày không?
đúng anh rồi. Anh ơi, làm gì mà ồn ào quá vậy? Ủa? Thôi ra. Anh Dắt Cắm, anh đâu rồi? Anh đây nè. Hướng này, anh đây nè. Ấy. Anh đây. Ủa? Anh Dắt Cắm hả? Nó ở bên đây. Đâu? Em có thấy đâu? Ở đây. Thấy đâu có thấy? Ở đây nè. Em không thấy đâu. Ở đây nè. Ê, có đèn. Có điện rồi. Đèn rồi, có đèn rồi. Anh Dắt Cắm ơi, anh đâu rồi? Anh bị nó cắm cây dao ở đây nè. Phải. Thì ra là anh. Phải không, anh không. Chính anh. Tại sao lại làm như vậy Dắt Cắm? Hả? Tại sao lại đối xử với anh như vậy hả? Xin lỗi nha. Máu. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Mày nó lại chứ. Điếc hả? Trời ơi, nó mang hình xương cá luôn nè. Cái lắm của tao. Ai? Ai mang sông vô cho tôi? Trời ban anh sang năm tháng tư bề, chẳng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tầm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em mà lẻ loi. À, tập trung, chuẩn bị xong hết chưa? Máy quay xong chưa? Xong rồi. Diễn viên xong chưa? Dạ xong rồi. Rồi xong, mọi người tập trung, mình làm cho nhanh nha. Tập trung. MV ba đâu đi? Sao anh không ăn? 3, 2, 1, action! Diễn viên ra. Rớt. Rớt cái điện thoại ông nội ơi. À. Sao không diễn mà la? Bể rồi nè. Diễn cái nét như chưa bể đi. Nữ chính xuất hiện. Chị ơi, sao vậy, sao vậy? Giờ sao, điện thoại bể rồi sao em diễn? Thì em diễn cái nét như chưa bể vậy đó. Thôi, không được đâu. Trời ơi, điện thoại bể rồi xui lắm, không có được. Cố gắng giùm chị đi bé. Thôi, giờ đổi điện thoại đi, em đi diễn, không đổi em không diễn đâu. Thiết kế. Em đi á. Thiết kế. Rồi, rồi, được rồi, cảm ơn. Quay. Có tin nhắn em ơi, nhận tin nhắn. Chị. Có em nữa rồi. Sao đây? Điện thoại bàn xanh đọc tin nhắn. Thì em nghe tin nhắn thoại đi. Vậy thì phải có thoại em mới nghe được. Em diễn này chị ốp chưa? Trời ơi. Anh ơi, anh ra khỏi nhà chưa nhớ anh quá. Chị. Trời ơi, chị thoại gì xem diễn. Trời em khó quá à. Giờ chị ốp cho em rồi đó. Chị ốp cái tiếng mà người thứ ba mà nó nhẹ nhàng nhõng nhẽo xíu. Ok em. Anh ơi, anh ra khỏi nhà chưa, em nhớ anh quá à. Chị. Cắt. Cắt cái đầu vậy. Xong chúc mừng anh em. Quá đoàn hả? Xong rồi. Đẹp không chị? Làm tốt lắm em. Thôi cảm ơn mấy đứa. Sao? Cảm ơn. Đẹp. Anh đẩy cho đẹp không anh? Hôm nay em diễn rất tốt. Hôm nay ekip cũng chuẩn bị rất tốt. Ừ. Chị đạo diễn cũng rất tốt. Ừ. Riêng cái máy quay không tốt. Tại sao? Lộn quá. Nó hư rồi. Chị ơi chị. Bé ơi, bữa nay mình lỡ gặp sự cố, mai mình quay cũng được. Đừng buồn. Kéo cái ghế đi đâu vậy? Em đi chơi nó khô máu chứ gì. Trời ơi. Loa, cười tươi như hoa, 27 Tết ta, hôm nay đó mà. Các thí sinh của Cười Xuyên Việt sẽ bắt cặp đối đầu nhau trong chủ đề Tết.
Câu chuyện về tình người của Ngọc Phước. Câu chuyện về đồng hương của Kim Đào. Cười xuyên Việt với chủ đề Tết xin chúc quý khán giả gặp nhiều may mắn. Chương trình được phát sóng lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Cười xuyên Việt do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Loa 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 loa, bà con chúng ta mau cho đàn báo vỗ tay đón chào minh dự nét riêng của Cười xuyên Việt. Minh dự vinh dự khi có mặt tại Cười xuyên Việt 2020. Và bây giờ trân trọng kính mời ban giám khảo của chương trình, xin mời giám khảo Minh Nhí và giám khảo Kiều Anh. Lại là lộng lẫy lung linh. Tết tới rồi, mình có mai có đào thì sân khấu mình có màu vàng màu đỏ luôn, rất là hợp nhau nha. Và theo em biết thì ban giải trí cũng chặt chém không kém đâu chị Oanh à. Và bây giờ là sự có mặt của ban giải trí của chương trình, xin mời nghệ sĩ Gia Bảo và nghệ sĩ Nam Thư. Và hai vị ban giải trí của chương trình chúng ta, xin mời nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm và nghệ sĩ Khả Như. Chị đã thấy rõ ràng, Lâm nó bự con mà thấy rõ ràng như diều ra. Không biết sao chị như diều không, là tại người hột nặng đi không nổi. Nhưng mà cuối cùng bên đây vẫn là dữ nhất. Đó, bây giờ mọi anh nhìn chĩa qua phân tích và tìm hiểu áo dài của chị Nam Thư được không ạ? À? Bộ đồ bị lố. Đây, bộ đồ này chị Nam Thư lấy cho em nha quý vị nha. Nói chung rất là đẹp. Nhưng mà đẹp. Đẹp lắm. Chủ đề trước là chủ đề táo đã lung linh rồi, bây giờ càng lộng lẫy không kém là vì sao? Chủ đề ngày hôm nay mà các thí sinh phải thể hiện là chủ đề Tết. Wow. Em nói sai rồi, không có lộng lẫy mà chị thấy quyền ban giám khảo đang bị lè đẹp. Năm mới là năm Tân Sửu thì cũng rất mong là quý vị ban giám khảo có những lời chúc, lời hay đẹp phù hợp với bộ đồ mình đang mặc ạ. Năm Tân Sửu, kính chúc mọi người tiền vào đầy tủ, tên Minh. Giờ ngủ hả? Giờ ngủ thì đừng bao giờ xài chữ ngủ nha. Giờ ngủ phải không? Dạ. Đúng rồi, mặc lúc nào cũng tươi và không có cũ. Năm mới chúng ta luôn luôn có đi làm chứ không có đi ngủ. Chúc mừng năm mới, tiền vào là phải tính cũ. Cũ là cũ là gì? Chính đó, tiền là củ. Một củ hai củ. Củ là nhiều là củ là triệu, là đúng trăm rồi, mình đúng rồi. Euro, đúng đô la rồi. Chúc mừng năm Sửu, tiền vào tính cũ. Đúng đúng đúng, củ là lớn nhất. Chơi tới đâu, làm tới đâu, ai cũng là cao thủ. Đó. Lắm ơi, lắm. Nhân nè, lũ nè. Chưa có lũ. Quê hương đất nước khô ráo không còn bị lũ. Hay quá. Đúng không? Áp lực quá à. Rồi. Mình và... làm vô chổng mình tập trước. Rồi. Đi. Dung quá à. Rồi. Chúc cho năm mới xuân sang, người người hạnh phúc, an khang, phát tài. Người trẻ rạng rỡ tương lai, người già tuổi thọ kéo dài thêm ra. Đi học 10 điểm phà phà, đi làm lương bổng cứ đà tăng cao. Vợ chồng hạnh phúc dâng trào, trẻ em ngoan ngoãn hồng hào lớn nhanh. Năm Tân Sửu khỏi giật dành, cần cù chăm chỉ là tươi xanh cuộc đời. Khoan khoan khoan, còn câu quan trọng nữa. Nhớ khi giải trí nghỉ ngơi, xem Cười xuyên Việt cho đời thêm vui. Hay quá. Ban giám khảo sẵn sàng, thí sinh thì nôn nóng. Chủ đề Tết của Cười xuyên Việt xin phép được bắt đầu. Xuân dân muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên mai, xuân thắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương nè. Lòng dạt dào môn xuân nao nao, thân thiết về mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Hay quá, dễ thương quá. Kính thưa quý vị nha, chào mừng quý vị đã đến với tiết mục ca nhạc kịch giữa giờ của tiệm thẩm mỹ trên ga Long Đao. Dạ. Bộ móng chưa kịp gọi bộ đầu thì mình coi tiết mục văn nghệ này xong mình về nhà mình ăn chén cơm, mình tắm cái mình, xong chiều mình qua mình làm đẹp tiếp giùm em. Khách đông quá hôm nay em không nhận thêm vào ca trưa nữa nha mọi người nha.
Rồi giải tán đi mấy em, giải tán đi mấy em. Chị nhớ cả tiền xô nha chị. Cảm ơn em. Giang à, Giang à, tới ngày mấy vậy Giang? 30 Tết. Sao chưa tới nữa ta? Giang à, mấy giờ rồi Giang? 1 giờ PM. Dễ dữ thần vậy trời. Giang ơi, chuẩn bị đón khách. Em gái ơi, em gái ơi, nhảy xong không có gì phải hoảng hốt hết. Bình tĩnh giùm chị, bình tĩnh giùm chị nha. Rồi theo chị đếm nè, hít vào, giỏi lắm, thở ra. Hít vào. Thở đi em ơi, thở đi em ơi. Giơ hai cái tay lên, chụp cái phao giùm chị nha. Chị lại em ơi, em lấy cái tay em chụp cái phao, em đừng lấy cái đầu em chụp cái phao em ơi. Rồi rồi rồi, để chị xuống, để chị xuống. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi sao, 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 bình tĩnh chưa? Biết ở đây là ở đâu chưa? Biết là ở đâu chưa? Ở đây là đâu vậy? Ở đây là ghe của Lòng Đào. Các em ơi, về thăm đất nước tôi, mong sao quê hương giang tay đón tôi sẽ thăm những dòng sông đừng quê xanh mà. Văn nghệ chào đón khách nhảy cầu hôm nay xin được phép kết thúc. Mời các em vào. Nha rồi, tỉnh táo, tỉnh táo. Mệt không? Nhảy cầu mệt không? Ôi, nín nào mới khóc nè, lạnh không? Muốn không có đừng có chết, khùng quá. Uống trà gì? Nha, uống trà nha. Gì vậy? Bên chị hả, có các loại trà như sau: trà khổng tước nè, trà hoàng đế nè, trà hoàng gia. Ôi, em lạnh lắm. Không lạnh rồi, thôi vậy thôi, uống trà nóng nha. Uống trà nóng ha. Dạ. À, trà nóng là trà nóng hay nước nóng em? Trà nóng. Trà nóng, trà nóng là cái nước vẫn lạnh với cái ly vẫn lạnh bình thường. Trà nóng với nước trà nóng á. Là cái nào nóng, cái nào lạnh em? Là trời ơi. Ủa sao kỳ vậy ta? Cứ mỗi lần tới khúc tư vấn uống trà là khách nhảy à? Không hiểu nữa. Thôi lên em ơi, chị tư vấn cái khác cho. Lên 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 lên, lên. Bình thường, bình thường. Ở đây nhảy đi nhảy lại là chuyện rất bình thường. Rồi, nói chị nghe nè. Lạnh quá thôi chị lấy lò than cho em sưởi nha. Bên cạnh lò than chị có thêm một cái số món mình ăn kèm khi mình sưởi ấm nữa. Mình có hải sản nè. Hải sản, hải sâm, thịt heo, thịt bò, ba chỉ cừu. Em lạnh luôn. Lạnh thì ăn lẩu nha. Ăn lẩu không? Gì nữa? Chị có lẩu dê, lẩu bò, lẩu thái. Có lẩu há giá lồ nữa em. Há giá lồ? Ừ, không ăn hả? Thôi vậy ăn lẩu băng ca không? Cái chị người ta có lẩu băng truyền với băng ca là gì? Đặc sản trên ghe chị là lẩu băng ca. Anh ơi, ơi anh muốn ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật ngon, cho nên anh đừng tiếc tiền. Chưa? Không gấp được một đũa nào chứ mà đã đời. Đó, cái đó là một ví dụ để chị điển hình cho em biết một cái chuyện là băng ca đi rồi không thể quay lại được. Nó giống như là thời gian vậy đó em. Bởi vậy ông bà ngày xưa người ta có câu hát như thế này đây. Thời gian trôi qua mau chi, thời gian trôi qua mau chi còn lại những thương yêu ơi sẽ còn mãi thiên thầy cô bạn bè mến thương ơi chỉ còn nhớ những phút. Chị có thể hát không được mà nó mới âm nhạc hỗ trợ được đâu. Để rồi mai chia xa chỉ còn lại đây tiếng. Ủa sao kỳ vậy ta, cứ hát là có người nhảy, hát là có người nhảy à? Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nói. Giang, Giang, Giang. Kỳ vậy ta. Nếu có ước muốn trong cuộc. Không hát nữa, lên đây, lên đây.
Ngộ quá, cứ hát là nhảy hoài à. Mệt không ai thương tôi hết trơn á. Cái đó là một ví dụ của chị thôi, em hiểu không? Giang, đi chuẩn bị. Trong cuộc sống á, nhiều khi mình có những vấp ngã, nhưng mình đừng như vậy mà mình bỏ cuộc, em hiểu không? Bởi vậy ta nói Giang, trong cuộc sống này nếu em có gặp vấn đề gì thì em phải biết tiến lên. Nhìn chị. Nếu như em có một con heo heo nè, thì người ta có con heo lớn hơn ba được không, thì người ta có tứ quý. Đó là cuộc sống. Trẻ bồng bột quá. Em ơi, lên đây chị nói cho em nghe nè. Mày tìm cái gì như đãi cát tìm vàng dĩ gian. Nó trôi. Đi lên đây. Em ơi, cuộc sống này không có được vội vàng, em hiểu không? Bởi vì chị nói em nghe, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đúng. Đúng vậy. Có thể dán bài này xì dắt xì bàn gấp đôi. Trời ơi. Ngồi xuống đây. Tuổi trẻ bây giờ bồng bột quá. Hở một cái là nhảy, hở một cái là nhảy. Lại đây. Cơ hội không từ chối ai bao giờ. Chính lúc. Cơ hội đã đến với và cơ hội cũng đến với Đào Ba Cào. Em ơi, giờ ta chẳng còn chia mãi trắng tay mà thôi, đời bạc giá. Thôi mà, có gì đâu mà buồn. Không cắn lưỡi. Em ơi, không cắn lưỡi à. Thức dậy mà trả nợ nha cưng. Nhưng mà tiền đâu mà trả nợ. Khùng quá à. Em ơi, nãy giờ chơi dài dán bài, Đào cũng ngờ ngợ ra được nguyên nhân em rồi. Nhưng mà Đào muốn chính miệng em nói ra, tại sao em nhảy cầu tự tử? Tại vì em thua bài, thiếu nợ. Em quỳ xuống. Sao vậy hả em? Chị cho em tiền lên Sài Gòn em ăn học, mà tại sao bây giờ em lấy tiền mà em đi đánh bài vậy hả? Như vậy là bất hiếu với bà lắm. Con có biết không hả? Con gái của bà. Mẹ thương con, mẹ yêu con. Bây giờ con làm như vậy, mẹ cực kỳ thất vọng. Nói. Mẹ không đánh con nữa. Con đứng dậy con nói chuyện cho mẹ đàng hoàng. Dạ. Làm cái gì mà con sợ mẹ dữ vậy? Đứng dậy. Tại sao? Dạ. Tại sao lại lâm vào con đường bài bạc? Tại ba mẹ đó. Tự nhiên hai người chết đi để cho con quá trời tiền luôn. Có biết làm cái gì đâu với mấy anh xài phung phí gì đó. Tại hai người với bộ. Câu chuyện của em bi thương quá. Đào nghe đào đứt cả ruột luôn đó. Đào giả bộ vậy đó, cho câu chuyện của em với Đào thêm kịch tính thôi. Không có gì hết, hiểu không? Mà chị là ai vậy? Chị là Đào, chị là chủ ghe. Em tên gì? Nói cho chị nghe coi. Em tên Mai. Cái gì Mai? Bình Mai. Rồi thôi, biết sao nhảy rồi. Rồi biết. Ế khách quá nhảy phải không? Cái gì vậy? Em phải hậu Kim. Em hậu Nguyên, Nguyên Bình Mai. Thôi được rồi. Đào nói em nghe nè, mình thua bài thì mình phải cố gắng, mình giật dậy, em hiểu không? Trời, chị nói dễ nghe quá. Muốn cố gắng là lên được. Vậy cuộc đời em khổ lắm mà vậy, em muốn chết. Em khổ bằng Đào không? Hả?
Hồi xưa gia đình đào nghèo lắm, ba má đào mất sớm. Ba má đào bệnh quá, đau đớn quá. Mất sớm như vậy mình nhẹ nhàng hơn, em hiểu không? Một người khổ còn hơn là ba người khổ. Dạ. Nhưng đào không bao giờ đào buông xuôi với số phận hết. Mặc dù á là đào không có đi học nhiều, không có kiến thức, nhưng mà được một cái á là mỗi lần đi xin việc làm không ai nhận đào cả. Ừ đúng rồi cưng, không có học đi làm ai nhận, đúng không? Dạ dạ đúng. Nhưng mà em ơi, cuộc đời này công bằng lắm. Người ta lấy đi của mình cái này, người ta sẽ cho mình lại cái khác. Cho gì chị? Người ta lấy đi của mình gia đình, học thức, tài sản, nhưng được một cái, người ta sẽ cho mình một thứ vô cùng lớn lao. Vậy chó gì chị? Cái nợ. Không có ăn học rồi đi đánh bại rồi hỏi sao không nợ. Nhưng chưa bao giờ đào buông xuôi với cuộc sống này cả. Em ơi, đào dinh vào số nợ đó, lấy làm động lực để đào rẽ sang một hướng khác. Rẽ? Chị rẽ hướng nào? Chị đi nhảy. À, là chị đi nhảy giống như là cái vũ đoàn á hả? Xong rồi vô mình trả nợ đúng không? Không phải, chị nhảy cầu. Chị chết rồi. Em tiêu cực, em ơi. Nhưng mà ảnh đâu có cho chị chết dễ dàng vậy đâu em. Ảnh ai? Ông trời á. Ông trời mà bà kêu bằng ảnh. Kêu vậy chứ nó gần gũi hiểu không? Em thấy ổng gần chị lắm á. Ông trời ổng công bằng lắm em. Ổng không cho chị chết dễ dàng như vậy đâu. Chứ sao? Lúc mà chị nhảy á là có người vớt chị. À vớt chị? Ba chị á. Ba nuôi, ba nuôi. Ba nuôi đúng vớt. Rồi. Chị ở với ba chị nuôi chị, xong ba chị chết cái chị chiếm cái ghe. Ba chị chết xong rồi cho chị cái ghe. Không? Cái ghe này hả? Ừ, cuộc đời chị ly kỳ lắm cưng. Giống như cái lúc chị nhảy là chị mở hàng ngay đêm 30 hay sao á. Trời, kéo theo những cái năm sau đó thành cái trend. Cứ 30 Tết là có đứa nhảy, 30 Tết là có đứa nhảy. Ghê vậy? Ừ, năm nay là em nhảy đó. Đi ra đây, chị chỉ mấy đứa nhảy trước em cho em coi. Đó, thấy con bé mặt làm hồng không? Có cái nơ á. Trời ơi, bệnh bắn qua. Ủa đẹp dữ ta. Giàu lắm, đeo hột xoàn giác người luôn em. Trời ơi, sao lại thấy vậy? Mới ra MV ca nhạc ở trên Đà Lạt đó. Ca nhạc hát gì? Hát cái này nè. Vẫn biết yêu người không lối thoát, tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Biết không, biết chưa? Thôi Giang ơi, đủ rồi Giang ơi. Dễ thương lắm. Ủa, là cái chị đó cũng nhảy xong mà chị cứu hả? Không, nó bạn chị thôi. Chị rảnh quá. Trời ơi, có còn một cái nữa. Giang ơi, ra đây. Điểm sáng của chương trình năm nay, Giang. Người ta nhảy là người ta nghe một cái tửm, còn con Giang nhảy nó nghe một cái bon. Ủa sao vậy cái bon? Nó nhảy trúng cái đầu ghe. Em thấy không, tội nghiệp lắm em. Bữa đó tôi chỉ đem đi cấp cứu, mà bác sĩ nói gì nè, hên đem đi kịp chứ không nó sống thực vật rồi. Ôi nghĩ sao sống mà mừng rồi. Đúng rồi, giờ nó sống động lắm. Mỗi ngày nó làm một nhân vật. Nè em nhìn đi, giờ làm con mèo nè. Rồi nó làm con chó. Bị làm gì vậy Giang? Ống cống bị nghẹt. Trời sợ vậy. Ừ, sợ nó lắm. Sợ nó lắm. Có bữa nha, nó ngồi nó buồn hiu à. Chị hỏi nó không nói. Xong rồi kêu ăn không ăn. Cái sợ nhớ gia đình á em, ngồi buồn. Chị nói thôi đừng buồn, dắt đi siêu thị chơi. Dạ. Cũng không trả lời luôn, nguyên một ngày hôm đó luôn. Qua hôm sau trẻ hãng hải tới. Trời ơi Đào, Đào biết gì không? Hôm qua em đóng nảy chuối á. Tức lắm nha, tự nhiên ngu đóng nảy chuối làm chi, đâu có ăn được đâu, đói gần chết. Chưa đâu em, có bữa nó còn đóng ca sĩ nữa. Ê! Còn nữa hả? Có bữa nó đóng diễn viên nữa. Gì ghê vậy? Mẹ à, tao luôn đi nè. Biết ai không? À, nghệ sĩ Minh Nhí. Đó. Trời ơi. Hay lắm em ơi, nó biến quá khôn lường. Đoan đoan, ta là cướp đây. Gia đình có tiền tài, vật chất đưa cho ta hết. Đó, mà nó ngộ lắm. Không tương tác với nó là nó đánh dữ lắm em. Tiền. Thì tao đưa nè. Nè, cầm đi. Tại sao nhà hết rượu rồi mày không mua cho chồng con luôn mày? Trời ơi, bây giờ mày làm chồng nó hả? Tao nói một câu là mày cãi một câu hả? Mày tao tiền không? Mày nói chuyện này không, tao đánh mày. Tao đưa lên. Tao đưa mà mày đừng. Thôi mà lên. Tao đưa mà Đào.
hai người đang làm cái gì vậy? Vậy mà đầu đối với tôi đầu là con gái. Lận. Lận. Đừng gọi tên tôi nữa. Lận. Đồ tôi. Lận. Chị. Chạy xe đi chợ đó ơi. Chồng chị bắt gặp mình không giải thích là ông ghen rồi bậy bạ. Chồng nào em? Ủa? Chứ ai nữa? Bạn thằng Giang đó. Thằng Giang thì nhảy lên nóc ga. Thằng Lận thì nhảy lên nóc đầu của thằng Giang. Lận, Giang, hai thằng bệnh chung một bệnh. Trời ơi. Tội nghiệp chị lắm em ơi, chị sống trên thuyền áp lực lắm em ơi. Áp lực dữ quá không ấy, trên ghe sống linh đinh mệt, lên bờ ở thoải mái hơn không? Thôi, thực ra là chị cũng muốn lên lắm. Nhưng mà chị không có gia đình. Thì cái chuyện... Giang ơi, tao nhắc tới không có gia đình là mày cho Nhật buồn à Giang ơi. Nhưng mà chị không có gia đình em. Nó cũng không vui tới như vậy Giang à. Không nói tiếp được. Em hiểu không? Ở trên bờ á, nhiều khi nó cũng sung sướng. Nhưng mà chị nghĩ ở đây nè, rồi ai nhảy thì mình vớt. Đâu phải ai á, người ta cũng có nhiều cái sự lựa chọn đâu em. Đâu phải ai người ta cũng có cơ hội thứ hai đâu cưng. Hiểu không? Đào nói nghe nè, Đào quý em lắm. Em ở đây với Đào đi. Rồi hả, Đào chỉ cho em làm linh ta linh tinh trên ghe nè. Rồi mình kiếm được đồng ra đồng vô. Cái đó cũng là tiền của mình. Em hiểu không? Cái gì của mình á, nó là của mình. Cái gì không phải là của mình á, thì nó là của mình. Cái gì nó là của mình á, thì nó là của mình. Cái gì nó không phải là của mình á, thì mình cố gắng mình làm nó cái trên nó thành của mình. Thôi là để em một mình đi. Quá bây giờ chị nói hết lời rồi đó. Rồi em có muốn chết nữa không? Muốn. Con này, nói tới vậy mà vẫn muốn chết là sao em? Hả? Em lạnh lặng vậy là em may mắn rồi, bây giờ cứ đòi chết hoài vậy là sao? Bây giờ muốn chết lắm phải không? Muốn, tôi rất muốn chết, chị đừng có nói những cái lời mà vô nghĩa thiệt á. Trời nợ nần đầy đầu, chị làm gì nữa, bây giờ tôi muốn chết. Vậy thôi ăn cái Tết xong rồi qua Tết nhảy được không? Không. Muốn chết thật sự đúng không? Chị đừng nói thêm cái gì nữa. Bây giờ em lưỡng lự lắm đúng không? Bây giờ em không biết em có nên chết hay không đúng không? Bước lên đây, nè, cầm. Siết mạnh vô tôi chết cho chị coi. Tôi cũng muốn chết hết rồi, cũng không trong cuộc đời này. Đâu? Vậy bà Đào nói với tôi Đào là con gái. Con gái ở đâu? Gái ỏ ò. Lận. Lận, đây không phải lúc giỡn Lận. Tôi không có giỡn chứ Đào. Đào buông người ta ra. Đào buông người ta. Đào buông người ta ra đi bà. Lận. Lận. Mai. Đào. Lận. Đào giết người. Đào giết người. Cứu cho. Biệt đội cứu hộ. Biệt đội cứu hộ. Để ra cứu hộ có đất. Cứu con Mai lên. Yeah. Tôi tự em ơi. Cứu con Mai lên. Xiết cổ mày, xiết cổ nó rồi kìa. Yeah. Bây giờ sao? Em không chết nữa, em sợ chết lắm rồi. Sợ lắm rồi phải không? Dạ. Không muốn chết đúng không? Không muốn chết. Không muốn chết thì ăn Tết. Chuẩn bị xong hết chưa? Dạ rồi, rồi. Chuẩn bị xong hết rồi. Vậy thì chúc mừng năm mới. Nào nào, thần tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Cướp, cướp, đứng lại, đứng lại, nhanh lên, lấy đè bắt nó đi. Ây da, đau, đau, cướp, ây da, cướp, 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 cướp. Trả tiền, trả tiền ở trên đất ơi, trên đất ơi. Trả tiền cướp, nó quẹo kìa, dĩ hào. Cướp, cướp. Kính thưa quý vị và các bạn, là những hình ảnh được ghi lại trong camera hành trình của một hiệp sĩ đường phố về vụ cướp táo bạo vào sáng nay, 30 Tết. Vào những ngày cuối năm này, kính mong quý vị và các bạn hãy giữ vững tư trang, quần áo, giày dép, tài sản để chúng ta có thể hưởng được một mùa Tết an nhàn và hạnh phúc nhất. Hey. Hay không chú? Trời ơi, nghe con đọc bản tin thôi mà nó sống động còn hơn coi TV nữa chú đó con. Sao chú? Công nhận con đưa chú từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đó. Dạ. Nhưng mà vui con ơi. Đúng vui không? Vui lắm, kể từ ngày có con vô đây là chăm sóc là vui lắm. Để chú lì xì cho nghe. Đó, đó, con thích mấy người vậy nè. Người ta làm cho mình vui là mình phải có tiền. Chứ không phải như cái chú đằng hả chú, chùm sò lắm. Cãi ông đi.
Ủa, chú đang đâu chú? Thì nãy đóng vai ăn cướp mà tao cướp xong tao trói tao nhốt chổng á. Trời đất ơi, chú không những có năng khiếu tội phạm nha mà còn biến thái nữa đó. Ủa đồ con. Chú Đăng ơi, chú Đăng. Ơi ơi, trong này nè. Chết ơi, trời ơi. Trời ơi, đi ra đây. Sao vậy, sao vậy? Tụi mày không á, mày hết chuyện cái mày đẩy tao vô đó cái tao kẹt trong cây mai luôn à. Con đâu có biết đâu đây nè. Ê, đây này có sao không? Thiệt tình. Trời ơi, nghĩ sao chơi cái kiểu gì mà để tôi đi lại không được rồi mà chạy dí lấy đồ tôi vậy hả? Đồ cái gà mắc dịch, đồ cái thứ mắc gió, cái đồ diễn nãy giờ không mắc cười không biết mắc cỡ. Đồ cái thứ tưởng mình mắc biết mắc nay. Ôi đồ mẹ. Cái thứ mắc mắc gì mắc gì mắc nay ơi, xin đừng đi nha em. Hát vang lên ôi la la cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, nào ta cùng múa cha cha cha, cùng vui ngày tháng mong mơ. Chú lo quá, rầu quá. Ủa chú lo gì chú? Vậy sao đi tiếp được trời. Ủa nhưng mà đi đâu? Thì mày đi theo mày làm cho tao. Trời đất ơi, tao bị bệnh, tao thuê mày vô đây để mày làm cho tao vui. Tao không suy nghĩ tiêu cực, tao bị tim mày hiểu mà. Mà nãy giờ mày làm tao không thấy vui gì hết trơn, trời ơi. Chú khó quá chú ơi. Thì con vô đây làm hôm rày con cũng biết rồi, cha già này khó dữ lắm. Chú ơi, bây giờ con sẽ làm cho chú vui, chú yên tâm đi. Thôi đi mày làm đi, mày đừng có nói nhiều nữa. Vui không chú? Vui không chú? Thời buổi nào không vui cái chọt lét cho cười. Trời đất ơi. Ủa làm gì? Chị ơi. Gì? Nãy chị làm gì ba tôi vậy? Đâu có gì đâu. Đang chăm sóc chú mà làm chị gì? Chị ơi, chị có biết là tôi yêu ba tôi lắm không? Tôi để ba tôi ở đây cho chị chăm sóc. Tại sao chị lại bánh ba tôi như vậy hả? Tôi đánh chú hồi nào? Trời ơi, mới đánh ba tôi nè. Biết cái ba tôi là nựng yêu, nựng yêu. Nựng yêu cái gì? Người thân đã ngồi trên đây rồi mà đánh như vậy hả? Chị làm được không? Không làm được thì tôi đuổi ra nghỉ đi. Cái gì? Đuổi? Nghỉ nghỉ? Trời ơi, tôi nói cho cô biết nha, hôm nay là 30 Tết rồi đó. Tôi mà nghỉ một cái hả, cô kiếm được cái người nào mà chăm sóc người già tận tình như tôi á thì kiếm đi. Tôi nói cho cô biết nha, chăm mấy người già này còn khó hơn chăm con nít nữa đó. Nè, tôi tắt xô lắm á, chứ mà tôi nghỉ cho cô là tôi có chỗ khác làm liền. Thấy không? Ghê không? Vừa mới nói một cái là có người ta gọi đi làm liền. Alo? Alo? Đâu nè? Gánh hả? Gánh lắm. Trời ơi, gánh lắm, gánh lắm. Rồi. Mới nói cái ta gọi đi làm liền vậy hả con? Dạ không? Chào mua nhà đất. Gánh lắm. Gánh lắm thì đi tìm việc khác làm đi nha chị. Ôi, chị, em thật sự ngu ngốc. Bảo vệ chú ấy cũng không xong. Em ngu ngốc lắm. Chị ơi, chị đừng có. Rồi, tôi biết rồi. Trời ơi, chị cũng biết mà, tôi thường xuyên làm từ thiện. Bởi vậy hả, tôi không bao giờ đuổi người khác đâu. Vậy hả? Dạ. Bởi vậy em nhìn chị là em biết rồi. Người mà ta có tâm tốt, người ta đẹp lắm. Nhưng mà chị làm từ thiện ở đâu vậy? Dạ, ở nhà dưỡng lão đó chị. Hả? Dạ, em rất là thương người già. Bởi vậy á, em hay vô mấy cái viện dưỡng lão á. Mấy cô chú á, y chang ba em nè, ngồi xe lăn, em vô, em lao mình, em thay tả, em cho ăn uống. Trời ơi, thấy thương lắm chị ơi. Ủa? Con không mấy giờ con cho ba vô trong viện dưỡng lão rồi con vô chăm sóc cho ba được không? Không có được. Sao vậy? Ba cũng biết tính con mà. Con không bao giờ để cho người ta nói con bất cứ một điều gì. Ba mà vô người ta nói con á là thiên vị người nha. Không được. Ba ơi, ba thương con. Ba ở đây nha ba. Chị chăm sóc ba giùm em nha. Ok ok. Đây, tiền lương của chị đây. Ơi. Rồi, chị cảm ơn chị nha. Thôi, cảm ơn em. Đó. Alo. Hả? Trời ơi, cô Bảy thay tả hả? Để đó cho em làm cho. Chị để đó nha. Em chạy vô làm liền nè chị ơi. Ủa. Cái cách mà
con chú từ thiện ngộ quá chú ha. Ý mày vậy là sao hả? Con gái là giờ đứt cha mới ý mày vậy là sao? Ý là hả? Ai vậy? Không, con chú ơi chú. Cái gì vậy cha? Ơi, trời đất ơi, con ơi, con làm ổng xúc động là ổng lên con tim đó. Bây giờ làm cái gì bây giờ này? Kiếm cái gì vui vui kể cho ông nghe đi. Đọc báo chú thích nghe đọc báo lắm. Kiếm cái mục nào vui vui nó kể cho. Từ từ nó đọc báo cho vui lắm cha ơi. Từ từ nó đọc báo này. Có một cụ ông 74 tuổi. Vui chưa? Con gái bỏ trong bệnh viện để đi từ thiện và đã chết rồi. Nó nói tôi ông ơi. Vui lên. Nhưng người con gái đã quay trở lại. Rồi nó quay về nhà. Đúng rồi. Nhưng cha mình cũng đã chết rồi. Tao nở rồi ông ơi. Sao mày đưa ông vô đường chết đúng vậy? Không, để con nghĩ. Kiếm cái tin nào vui hơn đi. Nhưng phép màu đã xuất hiện. Có phép màu rồi cha già ơi. Một bà tiên hiện ra. Wow. Cho cô gái một điều ước. Cô gái không ngần ngại nhìn thẳng vào người cha của mình và ước rằng cô sẽ có thật nhiều tiền để làm từ thiện và cha cô vẫn chết. Đồn đảo ông tôi chết vậy. Trời ơi, kiếm cái tin vui vui lên. Vui. Từ ông ơi. Nhờ cô ấy làm từ thiện nhiều quá nên đã tích được công đức và cha cô sống lại. Đó, cuối cùng cũng sống lại, vui mà. Ờ, con ơi, ông này bộ ổng là nấm Mario sao mà nhiều mạng vậy con? Dạ ông chú ơi, ta gọi là cái phép màu của tình mẫu tử á chú. Rồi, phép màu tình mẫu tử. Không phải có niềm tin mới có phép màu. Dạ. Mà sao cụ ông mà là tình mẫu tử ta? Không hiểu. Thôi đi, hợp lý đi. Tình phụ tử. Phụ tử ha, mới đúng nha. Nhưng mà nó cũng chưa có vui. Kiếm cái tin nào vui vui con ơi, gần Tết rồi mình kiếm cái nào đừng có chết chóc đi. Cho con có chết chóc ở đây con kiếm coi. Cái kia tin khác đi, tin nào giải trí được không? Tin giải trí nha. Giải trí vui à. Để nó đọc giải trí cho nghe. Trời đất ơi, chú đọc mà nó vui cỡ đó rồi. Vui luôn, tin thì nó nói. Trời đất ơi, nó đọc cái tôi cười luôn hết trời ơi. Nó vui. Vui quá trời luôn kìa. Ôi, con đọc kìa. Đọc đi. Diễn viên Kim Đào đã may mắn lọt vào chung kết cuộc thi cười xuyên Việt. Mệt nữa ông ơi. Mệt nữa ông ơi. Cái này không phải mình đang mệt đâu. Hai đứa mình mệt. Mệt nữa rồi ông ơi. Mất ngủ nữa rồi ông ơi. Đây còn. Nhưng cô nàng đã quyết định rút khỏi cuộc thi. Hứa rút nha. Và cũng trong đêm đó, cô nàng đã chặn đường hai người phụ diễn, đã gây áp lực tâm lý cho cô xong suốt quá trình thi. What do you mean? Tăng. Trời ơi. Tao sợ. Trời ơi. Chắc tao sợ. Ôi mà vui chưa chú. Thì thôi mà cũng được đi. Ông thấy vui chưa? Tôi thấy nó cũng hờm thôi à. Nó chưa có đậm lắm. Vậy ok. Con còn nhiều trò lắm. Chú đợi đi. Anh tính làm gì nó đây trời. Cái này vui nè hai cháu. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Chúc mừng sinh nhật chú. Người ta có mua mầm, còn nó mua bánh. Ê, giờ tôi mới biết cái sự tích bánh mâm ra đời từ đây đó. À, cái này là cái gì? Dạ, sinh nhật chú mà. Ủa đâu? Sinh nhật chú là 6 tháng nữa. Trời, con biết chứ. Nhưng mà con sợ là lúc đó chú không còn sống. Ôi, cái gì đó có cái gì vậy? Con sợ lúc đó là chú chết rồi. Lúc đó là con sợ con không làm cho chú nữa. Con sợ không làm thôi. Thôi chú Đàn ơi, chú Đàn. Bây giờ nè, cái bánh kem đó coi như bỏ đi. Chú muốn ước cái gì bây giờ là con làm cho chú. Thôi bây giờ tao có nói mày cũng không có làm được đâu. Trời, chú kỳ quá à. Đó giờ con hứa với chú cái gì con hà làm không được không? Bây giờ tao nói tao muốn về quê. Chú ác lắm. Con kéo con kia lên tới đó rồi. Bây giờ chú nói ai cái chữ chú muốn về quê. Rồi cái
quá, tại vì cái thằng chỉnh nhạc cái bài đó buồn. Chứ quê tao vui lắm rồi nghe. Ủa vậy quê tôi á đẹp lắm nha mọi người. Cái nhà là hết hồn. Bây giờ chú cứ nói đi, quê chú đặc trưng là cái gì? Con làm ở đây cho chú nè, chú cảm giác như đang ở quê luôn. Để ha. Dạ. Quê của chú có một cái đồng lúa dài mà đẹp xanh gì nè. Sao làm được con? Đồng lúa mày đó lúa gì mạnh miệng quá vậy? Đây chú ơi, chú nè. Đồng lúa ở đây bệnh viện thành phố mà. Tiếp con. Ê, cái này của bệnh viện mà. Trời ơi kệ đi. Cái gì đây? À lúa chú ơi, chú lúa. Không, cái này coi như là người ta thu hoạch rồi trắng đồng vậy đó. Vậy đúng hả? Đúng rồi, cái lúc mà thu hoạch xong á là cũng trắng vậy nè. Rồi còn có một bờ đê nha, chảy dài đi theo vậy nè, xa tít vậy đó. Tự nhiên cái bài đê rồi giờ mình kiếm cái đê nào? Cái đê. Ê con, cái này cái giường này thấy cũng cao cao nè. Ê mình làm cái đê được không? Được nè, nó cũng cao cao cỡ vậy nè. Rồi cái chiều trên bờ đê có những thằng bé đi chăn bê. Thằng bé đi chăn bê. Ê tôi làm thằng bé đó. Trời ơi ăn cướp tôi còn đóng vai được mà. Đó đi chăn bê đi nè. Rồi chăn bê nha. Rồi cái chiều mẹ của tụi nó ra kêu tụi nó về ăn cơm. Mẹ nó kêu như vậy nè. Ê bê về ăn cơm. Ủa mà em chú. Ôi quê của tôi. Bình tĩnh. Rồi cái gì vậy con? Con biết. Trời ơi không biết thì để chú nói. Cái ý của ổng là ê ngưng chăn bê trên bờ đê dạng cơm. Đúng rồi vậy nè. Tại con không biết. Ủa nhưng mà sao ông biết câu đó? Trời đất ơi, cái đó là cả tuổi thơ của tôi ở dưới quê tôi là hồi xưa là vậy đó. Ủa vậy hả? Nghe mỗi ngày đó cha ơi. Mà quê ông còn cái gì đẹp nữa không? Quê tôi là ngoài cái đồng lúa nè, có bờ đê nè, còn có nguyên một cái bãi biển người ta nói nó xanh rì vậy đó. Ồ đẹp lắm á chú. Nó chiều ha, nắng vàng nó rọi xuống cái bãi biển ha. Dạ. Ra bờ biển chú đứng dòm nguyên một cái bãi biển bóng không vậy đó. Trời đất ơi. Bóng gì chú? Thì bóng dừa nè, bóng cây, bóng đá, bóng núi, bóng mây. Hiểu không? Bởi vậy người dân quê tôi ai cũng nằm lòng cái câu hát như vậy nè. Bóng mây xanh đồi bóng núi, con chim nhạn hót điệu tình quê. Phải bài đó không? Rồi mắc gì dành bài hát vậy? Tại vì bài này là của quê tôi. Cái dạ mắc dịch này là của quê tôi. Nè đừng có nói quê tôi. Nghe tôi hát riết rồi học lỏm đúng không? Nghe nào của tôi mà. Chú ơi, chú phải quê hai chú ở Kiên Giang không? Ủa cái gì vậy? Quê con. Quê luôn. Dạ quê con Kiên Giang nè. Thôi đừng có tin con nhỏ này. Phải nó không? Ma lanh dữ lắm thấy không? Không trời ơi. Dễ gì mà mình gặp đồng hương trên này á. Quê con Kiên Giang thiệt. Bây giờ không tin đúng không? Con lấy cái này ra cho con. Rồi. Ví dụ bây giờ cô nói cô quê Kiên Giang đi, cô chứng minh đi. Hồi sáng con mới lấy luôn. Quê Kiên Giang là có cái đặc sản là cái gì? Trời xin lỗi chú ha, chú gọi đúng người rồi. Đây quê của con đó đặc biệt là gì? Bà khía. Cái này ăn với cơm nguội nè. Trời ơi, vô dắt luôn chú. Trời ơi, cái mùi đó ơi. Trời ơi. Cá sặc bội chú, cá sặc bội gỏi xoài. Ê, cái này không phải gỏi xoài con. Cái này phải trộn với lá sầu đâu nó mới đúng bài nghe. Dạ, còn này nữa nè chú. Đây, cá dứa lắc nước mắm. Cái này ăn với cái gì ông nhớ không? Cơm cháy. Chưa đâu. Còn cái món này con bảo đảm hai chú thích luôn. Cái gì con? Cái món này nha, ngày xưa ha, con nhìn con nhớ ba con à, không muốn buồn đâu. Lấy ra cho hai chú coi. Ngủ xiêm phú quốc. Ê, nhưng mà giờ này là có mồi, nhưng vẫn còn thiếu. Thiếu cái gì chú? Một món cực kỳ quan trọng. Lấy con. Để coi ông lấy cái gì. Ủa? Chú đang không đi được kìa. Thì có liệt đâu đi không được. Ủa vậy sao chú ngồi xe lăn mắt con đại? Ngồi đó để cho tụi nhỏ nó quan tâm chăm sóc. Mà giờ nó cũng đi bèn biệt à. Cái gì vậy chú? Trời ơi. Đàn kìm. Đúng rồi. Đợt ca tài tử. Trời ơi. Cha già gắn mắt. Tưởng là đợt ca tài tử ông có tôi không có hả? Ủa cái gì nữa chú? Trời ơi đợi tôi. Cái gì vậy? Đờn ca tài tử hả? Ôi trời ơi! Ông có cây piano luôn hả? Trời ơi chú! Chú ơi! Hai chú ơi! Cái
bệnh viện mà con tưởng cái nhạc viện không đó. Trời chú ơi, cái món này nè nó không có hợp với cái đợn ca tài tử đâu. Chú biết mà. Trời, con nói thì con khổ hết sức vậy đó. Chú thì sợ là chú nhạt hơn chú này, còn chú này thì sợ là chú này nhạt hơn chú này. Cuối cùng con nhạt nhất. Ăn ba kia. Ba con để lại hết luôn á chú. Tao đàn người cái mày hát nha. Chú dạo một điệu đi con chơi liền. Vô nha. 2, 3. Hôm nay con thấy vui ghê, gặp người cùng quê. Bây giờ là 30 Tết rồi, con hát tặng hai chú một cái điệu chú dạo cho con đi. Rồi, vô nè. Du thị hành văn nha. Rồi, vô. Nghe phố phường rộn ràng câu chúc xuân, đàn trẻ thơ vui mừng. Cùng bên người thân yêu, cùng bên nhau đón pháo bông điện giao thừa. Nhưng đâu phải ai cũng có thể về quê ăn Tết. Xa xứ xa quê, xa ba xa má, xa cả đám em tơ bé nhỏ. Ê nhỏ, thường ngày lanh chanh lóc chóc hiểu chứ vô dây ngọt sớt á. Cảm ơn chú. Mà bay hát lòng thật khùng quá. Tết nhất mà khóc làm bay buồn. Nhưng mà lâu lắm rồi chú không có được cái Tết bên gia đình. Bà thì mất sớm, mấy đứa nhỏ thì bên nước ngoài hết. Lâu lâu gửi cục tiền về, chú có cần mấy cái đó đâu. Chú muốn nó về thăm chú. Rồi nắm tay nhau về quê thăm bộ má ông bà. Nhiều đó là chú nhắm mắt đeo ông bà chú không chịu nữa. Thôi bậy quá. Nói rồi quên. Vui, Tết là phải vui chứ. Dạ. Buồn là ổng lên tăng xong rồi ổng vỡ mình đó. Vui lên con, à ổng có khóc. Dạ. Ổng có khóc gì đó. Chứ nó không có gì hết á. Để nó khóc, sao con. Dù chuyện gì xảy ra, hai chú cũng luôn bên con mà. Con nhớ quê quá chú. Con muốn về quê ăn Tết với ba má con quá. Nhưng mà con sợ con về thì không có tiền. Thôi, con ở xa nhưng mà ba má không có Tết là được. Thôi, tao chết rồi. Bây giờ nè. Dạ. Mày nghe theo lời tao. Chịu đi về quê liền. Cha này. Ủa sao đuổi con về rồi ai chăm sóc chú? Mày không về được, vấn đề là không có tiền thôi đúng không? Cầm lấy đi về quê. Thôi gì dữ. 50 triệu đủ không? Trời ơi chú ơi. Sao con dám lấy của tiền của chú? Không cầm là chú giận à. Dạ, con cầm. Chú ơi nhưng mà con về quê rồi ai chăm sóc ai chú? Là mình ba cùng đứa. Quê mà. Chứ là năm nay
chú về quê, chú về quê, con về quê, cái chúng ta cùng nhau về quê ăn Tết.